Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đem đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo xứ chúng ta vui mừng cử hành lễ quan thầy bổ mạnh của giáo xứ, lễ thánh gia thất. Và khi nói đến thánh gia thất, nghĩa là chúng ta nói đến một gia đình thánh gồm có Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse. Những con người sống thánh trong cái gia đình ấy gọi là gia đình thánh gia. Mà nói đến gia, chúng ta hiểu là cái nhà. Mà trong cái nhà, cái quan trọng phải có cái trụ cột, có cái trụ cột để cho cái nhà nó đứng vững. Nếu không thì con quà biết nó xia xiu vẹo, nó sẽ nghiêng ngả, nó có thể sẽ sụp đổ. Nói đến trụ cột thì chúng ta liên tưởng đến những người đàn ông, hình ảnh của ông bố, người cha trong một gia đình. Mà tin mừng ngày hôm nay cộng đoàn vừa nghe có đề cập đến hai cái ông bố với tính cách trái ngược nhau. Đó là Herode và thánh Giuse. Chúng ta thử điểm qua hai ông bố này. Trước tiên, Herode xem quyền lực địa vị là trên hết. Có thể nói ông là một người có cái bản chất rất độc ác, lại còn bị hoang tưởng nữa. Bởi vì sao? Ông luôn sợ bị mất ngôi, ông luôn nghi ngờ cả những người thân trong gia đình. Và chúng ta thấy tin mừng vừa mới kể chúng ta cái sự đa nghi của ông phải cho giết hết các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, mà chúng ta mới mừng lễ các thánh ăn hại cách đây 2 ngày. Đa nghi, lo sợ mất ngai vàng, nghi kỵ đến cả những người trong gia đình, kể cả vợ và con. Cho nên Herode đã cho xử tử hết những người đó. Có thể liệt kê ra một vài chi tiết. Người vợ Marianne ông rất yêu mến, cùng với 2 đứa con trai của bà là Alexander và Aristobulus đều
bị cho là âm mưu đầu độc cha, cho nên cho treo cổ. Chưa hết, ông còn một người con trai trưởng được dự tính sẽ cho lên kế vị ngai vàng của mình. Nhưng rồi cái người con trai đó là Antipater, là của người vợ đầu tiên, vợ bà Doris, cũng bị xử tử vì cho rằng có cái âm mưu chống lại, âm mưu hãm hại trẻ, nên cũng bị xử tử trước khi Herode băng hà 5 ngày. Đó là một vài thống kê, có thông tin chúng ta có thể biết được về con người Herode, một người cha quyền lực, độc tài, độc ác. Vì vậy, cho nên hoàng đế Augusto nói một lời chua cay với ông: thà làm con heo còn hơn làm con của Herode. Nhằm ý mỉa mai nói rằng vì Herode là người Do Thái nên không có ăn thịt heo, và không ăn thịt heo thì nên làm con heo thì an toàn hơn, khó là có thể bị giết, bị đụng đến tính mạng, thà làm con heo. Đấy là người cha thứ nhất để chúng ta so sánh sang người cha thứ hai trái ngược với Herode, đó là Giuse hiền từ hơn, luôn yêu thương bảo vệ gia đình, vợ con. Chúng ta nghe trang tin mừng nói đã đem vợ con trốn sang Ai Cập theo lời sứ thần loan báo, rồi sau đó nghe lời sứ thần lại trở về Galilê cư ngụ ở Nazareth. Sự kiện rủ nhau đi trốn này có ý nói không phải là gia đình hắn thì sẽ thoát được những khó khăn gian khổ, cũng nhiều sóng gió lắm, và phải đi đường bộ chứ, băng qua sa mạc, vượt biên giới để qua Ai Cập. Ban đêm lặng lẽ, nhiều rủi ro, nhiều hiểm nguy, thế mới thấy được ông bố Giuse yêu thương bảo vệ chăm sóc gia đình vợ con biết chừng nào. Hôm nay trang tin mừng cũng muốn làm nổi bật lên vai trò của thánh Giuse, mặc dù ngày vốn trầm lặng, rất hay im lặng, nhưng hôm nay qua cái đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thì vai trò trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình lại nổi bật. Giuse nhanh nhẹn, can trường, hy sinh tất cả vì vợ, vì con, vì cái gia đình này, với việc đón nhận những cuộc truyền tin trong lúc đang ngủ, những giấc mộng, và mau mắn thực thi lệnh truyền của sứ thần để bảo vệ tuyệt đối cho sự an nguy của cái gia đình mà được Chúa trao phó. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay thật là buồn vì có những ông bố không trở thành là trụ cột cho gia đình, không phải là gia trưởng trong nhà, không phải là nơi để cho vợ cho con cái tương tự, mà lại phá hoại gia đình, lại rủ trẻ, lại nghiện hút, lại ăn chơi trang táng, bê tha, bỏ rơi vợ con. Năm xưa Herode bảo Chúa đã tàn ác giết vợ con và tất cả con trẻ dưới 2 tuổi. Ngày hôm nay Herode tàn ác ấy vẫn sống trong ông bố bà mẹ, nhưng nào phá thai, giết những đứa con ruột của mình, bạo lực đánh đập con cái trong nhà, rồi nhiều khi đi làm không có đem tiền về, không có phụ giúp gia đình một cái việc gì hết, không đóng góp vào gia đình, không xây dựng cái gia đình, cũng không có phụ công việc nhà luôn, coi đó như là nhiệm vụ của ai, không phải của tôi, bổn phận của người nào người đấy lo, người làm chồng cũng có phải làm cái công việc quét nhà nấu cơm. Nếu như chúng ta có suy nghĩ ấy thì hãy xem lại xem có phải phụ một tay với người vợ không, có cần giúp việc nhà một chút với con cái không. Đấy là cách
để chúng ta vun vén vào trong cái gia đình. Đó là cách để chúng ta xây dựng cái gia đình của chúng ta ngày một ấm cúng, ngày một vững chắc. Mong rằng những ông bố, bà mẹ ngày nay biết hết lòng bảo vệ và gìn giữ gia đình luôn được hạnh phúc như Thánh Chủ Xe hôm nay đã làm, đã nêu gương cho tất cả chúng ta. Để kết thúc xin gửi một câu chuyện ngắn để chúng ta lấy làm bài học và là điều để cho ta gặp, ta suy nghĩ qua lời Chúa ngày hôm nay muốn mọi người chúng ta sống, xây dựng hạnh phúc gia đình như thế nào. Có một thanh niên người Scotland tìm được một chân làm ở trong cái vườn của một gia đình nọ giàu có. Nhưng chỉ khoảng 2 tuần sau, anh ta xin thôi việc. Một người bạn thắc mắc mới hỏi, có phải công việc đó quá cực nhọc với anh không? Anh ta nói không, công việc nhẹ nữa là khác. Có phải lương quá thấp không? Không, lương khá lắm. Hay anh không thích những cái tương quan, cái đời sống hay đồ ăn của gia đình đó cung cấp cho? Anh ta nói không phải, đồ ăn rất ngon, gia đình cũng rất yêu mến, rất là trọng chuyện đại. Thế thì vậy tại sao anh lại thôi việc khi mà có một công việc tốt, mọi người yêu thương anh như vậy? Vì cái nhà đó không có mái che. Thưa quý bạn chị em, đối với người cốt lên, cái thành ngữ nhà không có mái che nghĩa là gia đình không biết cầu nguyện. Cái nhà không có cầu nguyện là một cái nhà không có nóc. Mà thành ngữ của chúng ta cũng có cái câu gần giống như vậy: con có che như nhà có nóc, con không che như nòng nọc đứt đuôi. Mà đấy chúng ta thấy, nếu như một con nòng nọc đứt đuôi, nó không có định hướng được bơi như thế, nó bơ vơ, nó không có chỗ để được nương tựa, không có người che chở bảo vệ. Con có cha như nhà có nóc. Vị trí, vai trò, bổn phận, trách nhiệm của từng người trong gia đình khá quan trọng là như vậy. Và đặc biệt là người cha, gương mẫu, trụ cột trong gia đình, để làm gương cho con cái, để giúp cho nó có một chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần, vật chất, để nó lớn lên có đầy đủ những tố chất để phát triển, để thành tài, có một tương lai. Mừng lễ tham gia thất, và qua các bài đọc ngày hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta không chỉ khác, đó là hãy chu toàn bổn phận trách nhiệm của mỗi người. Người làm chồng có trách nhiệm của người chồng, người cha. Người làm vợ, người làm mẹ hãy chu toàn bổn phận trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Bổn phận của những người con cũng vậy, hãy biết lo cho gia đình, hãy biết hiếu thảo với mẹ cha, để làm cho một gia đình ấy vững chắc, phát triển về mọi mặt, không sợ những sóng gió, ba đảo, những hiểm nguy ập vào cái gia đình ấy, bởi vì đã được xây dựng vững chắc, có chỗ dựa, có trụ cột là người cha. Xin cho mỗi người chúng ta vun đắp vào đời sống hạnh phúc gia đình ngày hôm nay rất mong manh, rất dễ vỡ, rất dễ bị sụp đổ. Xin cầu nguyện nhiều để giúp cho các gia đình, đặc biệt gia đình của giáo xứ chúng ta luôn vững mạnh, luôn đầy ắp tình yêu, luôn biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ cho nhau. Amen.